Đây là hình ảnh Lã Dũng đang bị an ninh đánh á. Đây, tất cả mọi người đang theo dõi, đây là hình ảnh Lã Dũng vừa bị an ninh chặn xe và 4-5 thằng. Cho Dũng trình bày lại cho cái đánh như nào đến đâu xong rồi đi đi viện luôn em ơi. Anh nói đi. Lúc đấy là tôi đang trên đường đi về thôi. Tôi đang đạp xe thì hai cái xe máy. Cứ nói đi. Bỏ đi. Tôi đạp xe thì hai cái xe máy nó lên, nó đạp vào đầu xe tôi. Và tôi ngã xuống thì 4-5 thằng nhảy vào đánh. Nó đánh tôi và nó dồn tôi chạy lên vỉa hè, 4-5 thằng dồn vào. Vào đánh tôi lên mặt mũi tôi đau như thế này. Bây giờ rồi không vấn đề gì cả. Xem lau hộ cái tai cái. Đó để giúp hộ mình cái tai được không? Thế thì lúc anh vẫn đội mũ hay là anh bỏ mũ ra rồi? Với tôi đội mũ nhưng mà có trong cái máy anh nhớ có quay mặt nó đấy. Không, lúc đó mình không mở kịp. Nhưng mà chủ quan quá anh cứ đi mình. Mình không mở kịp. Anh đi một mình. Phải đến một mình à? Bây giờ mình đang đi về rồi. Đi ra khỏi chỗ mà ấy lên một mình mà. Nó đạp xe đổ đánh ngay trước mặt. Đạp xe đổ đánh rồi. Đây là tội ác của cộng sản đấy. Có đi một vòng. Chó chết này. Không, đấy là thằng khác, thằng khác. Nếu mà thằng khác ở đây. Bây giờ xin mọi người xem rộng cái hình ảnh này, cái clip này tố cáo tội ác của cộng sản. Đây chỉ là những người yêu nước, cất lên tiếng nói của Lương Tâm đi xử anh Ba Sàm là cái người mà. Đây những người đến những người đến để ủng hộ quyền tỏa công khai của anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh mà giờ bị đánh đập như này đấy. Sự khốn nạn của nhà cầm quyền này không thể tưởng tượng nổi. Xin mọi người xem rộng cả thông tin này cho các cơ quan quốc tế. Điều không sao đâu. Ai cầm hộ cái xe này? Anh kia đi ra, anh cho luôn cái xe của anh lên thang lên. Gọi thì gọi ô tô đi, gọi ô tô đi. Thôi đi. Đi học viện thôi, thảo ơi. Thôi thảo ơi, thôi được rồi. Bây giờ chúng tôi, anh em tôi đưa xe lại giống bảo viện. Tôi đưa xe lại viện xem tình hình sức khỏe là giống như nào à. Tất cả những cái thông tin này thì mọi người hãy share rộng cho cả thế giới biết cái tội ác của cộng sản nó khốn nạn như nào. Đi đi chở đi. Ông nói đâu hết đây đâu rồi. Đang ra rửa đi, đang ra rửa đi. Thôi ra chặn nó đi. Bảo viện nó làm sát trùng hết rồi. Ra ba đi, chịu khó. Biết cái ảnh xe nó nằm giữa đường ấy. Xe của nó không? Đâu xe nhà mình nó đạp giữa đường ấy. Chống Trung Quốc anh không? Biết rồi. Tên xuyên phúc bảo. Năm đạp đạp xe đổ đánh. Bốn năm thằng có quay phim được không? Quay phim được không? Ai quay được của mình không đi làm sao không quay được. Chơi bằng gậy gọc hay bằng cái gì? Thôi đi đi đi. Đạp bằng xe đổ đánh. Xe mới xe thắng đi. Xe máy nó không cần thì gửi ở đây luôn được. Phát đi, phát lẽ rồi. Thôi được thì... Phương ơi Phương. Đây em bỏ cái này. Ở thằng Việt Pháp này. Ờ bỏ cái này. Cái này... Quần khốn lạ. Đây 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 nhá. Chỉ cái thơ cái dân này nhá. Đó viện là chuyện viện nào gần đây. Đi không, đi 2-3 người vào. Không không nó lại đánh nhau. Chúng tôi tạm dừng cái live trực tiếp đây và viện tôi sẽ tiếp tục với các bạn. Đây là cái chỗ công cộng mà các ông lại cấm người dân đứng ở đường. Bảo vệ bên tòa cái gì, cách 100m này, cái tòa nó ở cách 100m. Cách 100m mà các ông này còn đuổi người dân. Cái hành lang này chúng tôi ngồi các ông không có quyền cấm chúng tôi. Ba không đuổi mà đuổi ra làm tản tờ cũng kéo được 30 triệu rồi. Ba không. Đấy, ba đứng đây đóng thuế rồi mà còn
Cái vỉa hè này chúng tôi đóng thuế mới có tiền, cái lát cái gạch này mới làm cái vỉa hè này không để cấm chúng tôi. Ba của cháu này, của cháu bé này chị ơi. Mọi người di chuyển đi ạ. Di chuyển đi đâu? Di chuyển thế nào? Chúng tôi vừa đứng ở trên kia công đuổi chúng tôi. Công cứ đuổi đi đuổi lại thế, chúng tôi vừa đứng ở trên kia công lại đuổi chúng đây, này còn gì nữa? Chúng tôi vào quán cà phê công đuổi ra. Vào ngồi trong quán kia lại đuổi ra ngay. Sao công này làm ăn trả làm việc trái pháp luật đấy. 20 triệu cả đời huyện đô người quá. Con này mưu dở. Cả đời thì tôi làm sao được 30 triệu 180 triệu làm sao được để đóng cho các ông. Đây là cái áo của các ông ấy, cũng là tiền thuế của chúng tôi đấy nhá. Cái áo cái mũ của các ông là tiền thuế của chúng tôi đấy. Các ông có quyền gì các ông đuổi dân? Phiên tòa thì phiên tòa xét xử lén lút thế này. Các ông đã các ông mở phiên tòa là các ông xét xử công khai, mà tại sao các ông lại ngăn cản người dân? Cả đời nhà tôi không làm được 30 triệu đâu. Ăn không nổi, ăn không nổi mà bây giờ là các anh đang làm trái pháp luật đấy. Chúng tôi đang đứng ở đây con dẫn điều nào luật nào rồi chứng minh là chúng tôi ngồi ở đây là chúng tôi vi phạm đi. Mà không đuổi chúng tôi. Quy định nào mà cấm chúng tôi? Quanh như tòa, quanh như tòa các ông cấm từ ngoài đường này vào mà các quanh như tòa cái gì khu vực cái gì khu vực. Dân người ta làm ồn thôi thì các ông phải cấm. Dân người ta ngồi im như này các ông cấm đuổi thế nào? Ngồi im chả hành động gì chả. Người ta ngồi sát ở phiên tòa đấy các ông đuổi. Ngồi như này ngồi xa thế này. Mời mọi người mấy chị này nhá. Chúng tôi không giải thích gì cả nhiều, chúng tôi chỉ nói rằng là mời các bác nhá đi ra khỏi khu vực này. Chúng tôi cũng bảo là sao đến xong tòa chúng tôi về các chú không cần đuổi không ra mà. Không phải đây không phải chuyện tòa, chúng tôi không nói gì đến tòa cả. Nhá, chúng tôi chỉ nói rằng ở đây chúng tôi đang làm việc. Và làm chúng tôi đây? Không, chúng tôi làm việc đấy là việc của chúng tôi, chúng tôi không phải giải thích được bác. Có khu vực này chúng tôi đã giải thích là nhưng bây giờ bà con ngồi muốn ngồi ở đây nhưng ngồi có thể đi luật giờ tôi chỉ nói này ngồi chỗ khác bác ngồi bác cây không bác dịch cái kia có rất nhiều bóng cây còn ở đây khu vực này chúng tôi đang làm việc quán để không đuổi ra quán của đây là quyền của quán tôi không đuổi sao ông vừa đuổi chúng tôi vào trong quán không không ai đuổi tôi vừa ngồi ở trong quán không đuổi ra không tôi đang ngồi sâu ở trong kia ông lại đuổi ra tôi nói là không có đuổi gì ở đấy nhá quán là quyền của ta ba chủ quán bà vừa bảo với tôi là các ông công an đuổi Tôi không có công an gì cả nhưng bây giờ chúng tôi đang làm việc ở đây bây giờ nhá cái vỉa hè này là cái nơi công cộng chúng tôi có quyền chúng tôi đứng đúng rồi chúng tôi không cấm gì các bác đứng ở đây nhưng hôm nay tôi giải thích là chúng tôi đang làm việc ở đây mời các bác di ra chỗ khác để chúng tôi làm việc của chú làm thì đúng làm, rồi nhưng bởi vì nhưng người ta để cái bóng mát cho người dân bác phải hiểu này này bác phải hiểu này này vỉa hè là của nhà nước nhưng nếu có những lúc chúng tôi phải trưng dụng để chúng tôi làm việc và chúng tôi đã giải thích các bác thế ông trưng dụng cái vỉa hè này đất đai không trưng dụng hết đúng không không chúng tôi dân làm việc mất đất đai như này cái việc đó chúng tôi không trình bày với bác được chúng tôi chỉ nói là chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đây nhá chúng tôi có nói là các bác làm gì đâu sai trái đâu nhưng mà chúng tôi đang nói là chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đây người ta phải làm ồn bác đi ra chỗ khác nhớ không phải ở khu vực này ở trên kia tôi vừa đứng ở chỗ kia xong công lại đuổi chúng đây trái đuổi anh cả nhá nhưng mà bây giờ chỉ biết vừa giải thích anh giải thích rõ ràng rồi tôi vừa đứng ở trên kia công đuổi chúng đây bây giờ chúng tôi đi xuống đây công lại đuổi lên trên đấy là thế nào sao công qua chúng tôi là thế nào công xâm phạm quyền con người đấy nhá cái quyền tự do đi lại là cái quyền bất khả xâm phạm nhưng trong khu vực mà hôm nay khu vực này chúng tôi đã giải thích với anh rất nhiều lần hôm nay chúng tôi làm việc ở đây thì bây giờ tôi hỏi anh chúng tôi làm nhiệm vụ ở đây chúng tôi đang đứng ở dưới kia các ông đuổi xuống đây ông hỏi mấy cái ông công an lúc nãy tôi chụp hình ấy mấy người
tất cả khu vực này, mời các anh chỗ nào chúng tôi nói rằng chúng tôi đang làm việc gì, các anh phải chấp hành. Thế không kêu việc của chúng tôi, việc của chúng tôi không phải việc đây. Tôi đã nói là hôm nay chúng tôi làm việc ở đây, mời các bác đi ra chỗ khác, khu vực khác. Chẳng có cái việc gì ở đây cả. Thì mời mọi người đi ra khu vực khác đi. Mời cái số dân này đi ra chỗ khác đi. Mời các bác lên lên đầu kia, có bóng cây. Nếu không thì chúng tôi có. Đâu rồi, mời cho tôi, giúp tôi đi nhờ. Cảnh sát đâu rồi? Không phải mời, tất cả những người này đi. Vâng, chúng mời lên kia. Không cần phải moi, mà cái là tống huyệt chúng tôi rồi. Rồi rồi. Các ông đừng cứ đồng chân đồng tay đừng người dân chúng tôi đi nhá. Đồng chân đồng tay gì nhá. Tôi mời các anh chị đi. Hôm qua bao nhiêu người chúng tôi, hôm kia bao nhiêu người chúng tôi bị đem phì hết tay vì bóng huyệt của các ông đấy. Xâm tím hết cả tay đây này. Đấy, bà này bà hôm qua hôm kia là bà bị đánh bất tỉnh đây. Bà đánh bất tỉnh đây. Bất tỉnh là vẫn còn sát. Đấy, tay chân ông cứ động vào người dân là bị bất tỉnh, bị đánh bị hồn rất ngay. Các ông nghiệp vụ của ông bấm huyệt, các ông sử dụng các chiêu độc võ của võ thuật ra để các ông đánh dân đi nhá. Mưu mô chiêu. Nhiều trò lắm, các ông nhiều rất nhiều trò. Đối với người dân. Đây. Đánh xưng hết cả mặt mày đây. Bỏ không có trách nhiệm. Và bỏ là tôi không có tiền mà người ta ép người ta không cho người tôi về. Di chuyển không phải chứng minh là chúng tôi tại sao chúng tôi phải di chuyển. Tôi đã giải thích với anh ở chỗ này chúng tôi làm nhiệm vụ rồi. Chẳng có làm việc gì cả. Chúng tôi làm nhiệm vụ. Đấy, chúng là nhiệm vụ là các chú thì phải tôi biết cho xem gì nói thẳng đấy. Không có luật gì. Nhiệm vụ đâu bảo hết rồi. Quyền tự do đi lại. Quyền tự do đi lại trong khuôn khổ cho phép. Chỗ này chúng tôi đã nói rồi. Hiến pháp Việt Nam. Chúng tôi đã nói rồi. Không cấm chúng tôi đứng ngồi đã giải thích rồi nhá. Tay ra đừng bám vào người tôi. Bà đi đi. Các ông lại cứ đuổi người dân. Mời đi đi. Mời các bác đi chuyển đi. Còn nữa không? Vô lý. Đi đi. Các chú là rất nhiều luật ở Việt Nam, rất nhiều luật nhưng mà cứ ngồi sổ lên luật. Đàn áp dân. Đàn áp ngồi trên pháp luật. Không phải thôi. Đàn ngồi trên pháp luật. Quốc tế người ta biết hết rồi đấy. Không giấu gì được đâu. Không giấu được đâu. đánh anh Dương anh Phùng Lê Dũng đây này, nát lên mặt đây này, đen lên cả ngực đây này, đánh anh Phùng Lê Dũng sưng hết cả mặt mày đây này, các ông cứ lấy bạo lực vào nhà tù ra để các ông trấn áp nhân dân, lấy bạo lực nhà tù không khỏe. Liên tòa từng chú tôi không phải đưa dân cũng quyền giám sát điều 23
Tôi không đàn áp nhá, tôi chưa nói gì một câu nào nặng nhẹ với các bác, tôi không có hành động gì để gọi là đàn áp nhá. Tôi không phải giải thích, tôi không phải bỏ giấy. Chúng tôi giải thích rồi, nhiệm vụ chúng tôi đã giải thích rồi. Cái điều nào luật nào mà cấm người dân được tự do đi lại? Nhân quyền, cái chúng tôi hãy người đi ra đây, những người ăn mặc thường phục ra đây mà đàn áp tôi chấp nhận luôn. Tôi làm đúng rồi, không có sao gì hết. Cứ việc đàn áp, việc bắt bớ. Vâng, thưa quý vị, là hiện tôi đang ở tại khu vực tòa án của xét xử anh Ba Sàm và Nguyễn Lưu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy. Thì tôi được biết là em trai tôi đã bị bắt nóng. Khi em trai tôi đang trên một chiếc taxi thì đã bị lực lượng cơ động đã bắt. Hiện tại thì chúng tôi chưa biết là em trai tôi đang ở đâu. Ngoài em trai tôi ra thì còn có ông Nguyễn Hữu Vinh, GB Nguyễn Hữu Vinh cũng đã bị bắt. Và một số người dân oan dương nội cũng đã bị bắt giữ trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hiện tại chúng tôi đang tuân thủ luật pháp. Chúng tôi đang đứng ở cái nơi mà luật pháp không cấm chúng tôi đứng. Tuy nhiên rằng là lực lượng công an lại lạm dụng quyền lực. Họ đã tùy tiện họ ra, họ xua quân ra để họ xua đuổi chúng tôi. Thì tôi đang cập nhật tại hiện trường này để mọi người theo dõi. Nhiệm vụ của các ông công an là ra mà chống cái bọn cướp ấy, bọn kẻ cướp biển ấy, bọn bắn giết ngư dân Việt Nam ấy, chứ không phải là ở chỗ này. Bao nhiêu ngư dân bị bắn chết ở biển Hoàng Sa, Trường Sa đấy. Nhiệm vụ các ông ra đấy mà chống bọn cướp đi, đấy là mới là bọn tội phạm ở sông Lăng. Các ông này chỉ giờ hèn với giặc ác với dân. Truyền thông là đây là phiên tòa kín, không cho ai tham dự. Công khai lên như thế thì chúng tôi chẳng đến. Công khai luôn là xét xử kén len lút đi, xét xử kín đi thì chúng tôi chẳng đi. Nhưng mà cái luật pháp Việt Nam quy định là tòa án là phải xét xử công khai. Bất cứ một người dân nào đều, một người công dân nào đều có quyền được tham dự. Ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Minh Thúy là người bảo vệ nhân quyền, người bênh vực, người bảo vệ công lý cho người dân, không bắt người ta vô tội như thế. Tôi là người nhà, là công an đây.
Các ông bắt người ta vua tội như thế mà các ông lại còn đòi kết án người ta. Đấy là những ông Vinh ấy, trước đây ông còn là sếp của các ông đấy nhá. Ông còn là sếp của các ông đấy, các ông là chỉ là lính thôi. Mà các ông không suy nghĩ, không động não lên. Là một người công an đấy, đại tá công an, người ta quay về với nhân dân, người ta đấu tranh với nhân dân. Bây giờ các ông lại cứ đối đầu với nhân dân là thế nào? Bóp cổ nhân dân. Cái toàn lấy bạo lực ra để đánh nhân dân. Bóp cổ nhân dân. Ngày hôm kia cái phiên tòa của bố mẹ tôi. Ngày hôm kia cái phiên tòa của bố mẹ tôi á, các ông đánh chúng tôi từ sáng đến tối. Công đánh dân chúng tôi từ sáng đến tối. Thằng em trai tôi á, công đánh cho phải đi đây bị băng mắt rồi mà sáng nay công lại bắt tiếp. Hai đứa con đều chết nhá. Tôi nói có hai vai chứng kiến. Hai đứa con tôi phải chết. Chồng tôi là điều tra xã hội đấy. Chuyên đánh đập những người ta coi như là phải tiếp cung để cho nó khai là nó không ăn cắp như là mà phải bắt đánh để nó khai nó ăn cắp. Chồng tôi đấy là em. Anh cứ về điều tra luôn là xét hỏi ở quận Hồng Bàng có đúng là Trịnh Trọng Lư công an điều tra xét hỏi thành phố Hải Phòng nhé. Tôi nói mà bây giờ chồng tôi phải quay đầu về với dân, bỏ thẻ ngành bỏ áo hết. Nghĩa là chồng cô là đấy, trước đây là công an. Chồng tôi là Trịnh Trọng Lư là công an điều tra xét hỏi đấy, quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng nhé. Và tôi đã bị hai đứa con trai đầu tiên của tôi chết nhé. Đấy. Nghĩa là chồng cô là trước là công an. Trước là công an. Đã đánh điều công tra. An. Đã đánh. Vì đánh, là đánh người dân. Xét hỏi là phải đánh phạm nhân để người ta khai tội. À. Bởi vậy. Phải ép cung. Để nó phải nó khai thành tội. Đấy. Thế là bây giờ là. Đừng nghĩ là không. Là như cô thì cũng chấp nhận cái điểm dừng nhá. Ta làm thì có cái điểm dừng thì dân người ta mới quay đầu mình. Mới về mình. Cái quay để dân quay chạy hết đi thì còn nói gì nữa. Không biết chạy vào đâu nữa. Cái hình ảnh công an các ông càng ngày các ông làm xấu đi. Cháu quay cả chạy đi, đánh kẻ chạy lại. Ngăn cản những người dân đang đứng ở trên đường phố. Tôi hôm nay làm gì là các chú bảo là chúng ta công khai tôi mới đến đây. Tôi vượt hàng trăm cái số tôi đến đây. Sếp bảo các bạn công khai tôi đến đây là tôi đã phải đứng ngoài heo anh chẳng. Tôi là con này tôi ngồi. Hôm nay nhá, tôi chưa thấy các ông đánh chúng tôi. Tuy nhiên rằng hôm vừa rồi có mấy ông đánh như đều đã ghi hình ảnh hết rồi. Thì chắc chắn là những cái kẻ đấy thì không thoát được tội đâu. Khi cái chế độ này sụp đổ đều sẽ bị nhận những cái bản án thích đáng ở cái chế độ mới. Một cái phiên tòa mà đảm bảo công lý. Còn các ông ấy tốt nhất là các ông đừng bao giờ dùng nắm đấm sắt để chĩa vào mặt nhân dân. Đừng bao giờ đánh đập nhân dân. Bởi vì tất cả nó có trời có đất ấy, quả báo hết ấy. Chế độ này không tồn tại đâu. Các ông là người trong ngành, các ông còn thấu hiểu hơn chúng tôi đấy. Các ông còn hiểu rõ là cái chế độ này nó nguy cơ như thế nào. Các ông theo dõi xem lòng dân, bao nhiêu cái phép tử lòng dân đấy. Nhân dân đã phấn nộ đến mức mà không còn, chỉ còn một giọt nước tràn ly thôi là sụp đổ hết cả chế độ đấy. Đất nước Việt Nam sẽ trong biển máu đấy. Tại sao các ông lại không tháo gỡ, các ông không ngăn chặn cái nguy cơ đấy ra? Một số người bạn chúng tôi còn đang đấu tranh để tránh những cái thảm họa đổ máu giữa người dân và chính quyền tới đây. Không, người dân không bao giờ mong muốn có sự đổ máu, không mong muốn đất nước tang thương, không mong muốn cảnh mà tang tóc chém giết người Việt giữa người Việt. Các ông phải nhìn về đó để mà các ông không thể nghe lệnh cấp trên được. Nhiều thằng cấp trên chạy hết rồi đấy, bao nhiêu quan chức chạy đi nước ngoài rồi, bây giờ còn mỗi các ông ở lại thôi. Các ông lương là bạc hàng tháng vài triệu bạc đủ nuôi vợ con thôi, các ông chỉ đủ nuôi vợ con thôi. Tại sao các ông việc gì mà các ông phải hy sinh làm gì? Các ông á, tôi nói với ông nhá, ông Ngô Anh Tuấn là người bắt tôi, ông vào trong đồn công an, nhưng mà ông ấy rất là chia sẻ với gia đình tôi. Ông ấy là rất là một người công an mà tôi đánh giá rất là tốt. Ông ấy vào ông chia sẻ, ông bảo là chúng tôi có lệnh bắt anh về đây, nhưng tôi coi anh là như là những người dân, tôi cũng là dân. Đấy là những cái lời lẽ của công an ấy. Ông cũng là từ dân ra đấy. Việc gì các ông phải đối đầu với nhân dân. Có những cái lệnh đàn áp thì các ông như ở Đông Âu đấy, như ở Đông Đức ấy, Cộng sản Đông Đức trước khi sụp đổ các ông biết thế nào không? Lệnh